nhận lời mời đi ăn tối của người yêu cũ. Khó đến như vậy sao? Ê, không có chơi hát giúp đuôi vậy nha. Tôi mấy kiếp mà được nghe người ta ca giúp đuôi đó. I'm your wife. Wherever you stay, it's home for me. Khánh ước gì khi về già, Khánh cũng có một người luôn bên cạnh và chăm sóc cho mình. Người gì đâu mà make up hả? Cái mặt như chó bị xe đụng gì đó. Ung thư là do khẩu nghiệp. Liên quan sếp. Ta lông he là cái gì? Cái này là tiếng Anh, còn tiếng Việt dịch ra là chỗ mần tóc. Đâu phải tại em, lỗi của định mệnh. Mỗi ngày một bó hoa cho cuộc sống thêm tươi vui. Sớm quá. I need to tell you something. Tôi về Sài Gòn để tìm một người. Chịu hết nổi với em rồi đó. Mấy người bắt tôi có sống theo ý của mấy người. Mấy người làm gì có ích kỷ với tôi quá không? Anh tưởng một mình anh yêu em và muốn gây dựng hạnh phúc với em à? Ông về liền đi. I don't care. Gì vậy? Sao con tôi nó lại bỏ đi mà nó không muốn gặp mặt tôi? Chắc nó ghét tôi phải không bà? Dễ xin lỗi con. Em có thể cho anh một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu được không? Yeah.